Ngày hội văn hóa dân tộc Mông toàn quốc lần thứ 3 tại tỉnh Lai Châu năm 2021. Ngày hội văn hóa dân tộc Mông lần thứ 3 năm 2021 quy mô toàn quốc với sự tham gia của 14 tỉnh được tổ chức tại Lai Châu từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 12 là một sự kiện văn hóa quy mô lớn đáp ứng nguyện vọng của đồng bào dân tộc Mông tại các địa phương nói riêng, của đồng bào các dân tộc đang sinh sống tại tỉnh Lai Châu và các tỉnh bạn nói chung. Được giao lưu xây dựng tình đoàn kết và giới thiệu những nét bản sắc trong văn hóa dân tộc Mông trên mọi miền cả nước với nhiều hoạt động. Chương trình nghệ thuật đặc sắc tại lễ khai mạc, các hoạt động văn hóa nghệ thuật quần chúng trong khuôn khổ ngày hội, các hoạt động triển lãm văn hóa du lịch ẩm thực, thi đấu các môn thể thao, trưng bày quảng bá sản phẩm OCOP. Ngày hội văn hóa dân tộc Mông toàn quốc lần thứ 3 tại tỉnh Lai Châu năm 2021. Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, vào sáng ngày 20 tháng 12,